trong giấc mơ cũng thuộc về anh. Hai chúng ta luôn một bên thao thức, ánh trăng soi bỗng nhớ con đường và hàng cây em với anh. Trái tim ta chờ một giờ bình yên là hạnh phúc hay sống sâu bờ xa. Em vẫn tin có một chiều như thế, nắng theo em đến bên anh ngồi tìm bờ vai nương nóng mùa thu. Bài hát mang bao điều ta chưa biết, giấc mơ hôm nay có là mãi mãi. Giữa hai ta nghe hải dương có thêm anh, giữa hai ta như vì sao rụng rễ. Đã đi qua bao nhiêu hoàng hôn trắng, sản phẩm Sony HZ1ES, một trong những sản phẩm rất là hay và được Thanh Tâm Audio đánh giá rất là cao trong những sản phẩm DAC giải mã đến từ thị trường Nhật. Đây là chiếc Sony HZ1ES, một trong những sản phẩm DAC thuần số để các bác có thể khai thác nhạc số ở bên trong của máy luôn. Và trước đây trên kênh của em thì cách đây khoảng một tuần trước em có đăng tải một chiếc Sony HZ1ES, và sau khi đăng tải thì em cũng đã bán cho một anh khách ở trong Sài Gòn. Và bộ sản phẩm tiếp theo về hàng cũng được đặt hàng theo yêu cầu của một anh khách trong Sài Gòn. Và cái số lượng máy Sony HZ1ES bán ra tại Thanh Tâm đâu đó vào khoảng trên chục chiếc, thì phải có tới 8 chiếc bán vào trong Sài Gòn. Máy này được anh em Sài Gòn rất chơi, rất là thịnh và chuộng các bác nhá. Và với một con máy Sony HZ1ES đẹp xuất sắc như thế này về hàng có mức giá là 36 triệu. Em sẽ quay để các bác cùng tham khảo về hình thức của con máy này. Hiện tại thì máy đã có khách đặt, và sau khi ngày hôm nay thì em vừa có hàng có về, em có làm clip này xong thì em sẽ tiến hành cóp nhạc cho cái máy này. Tại vì là cóp nhạc máy này là máy 1T nên là cóp cũng phải mất 1 đến 2 hôm mới xong được. Sau đó để em phải tiến hành gửi vào Sài Gòn cho anh khách được. Rồi, đây là cái đầu, cái thùng của đầu máy Sony HZ1ES. Thì ở bên trong chúng ta sẽ có, đó là cái điều khiển này. Chúng ta có thêm một phụ kiện là cái điều khiển từ xa, và chúng ta sẽ có dây nguồn cũng như sách hướng dẫn sử dụng, đơn giản như thế thôi. Đó. Con máy này nếu mà để đánh giá thì đánh giá hình thức thì có thể coi là máy mới 100% được. Tại vì sao? Tại vì cái thông tin khi mà về hàng thì cũng đã mở ra rồi. Tuy nhiên thì theo cái quan sát cảm quan của em nhìn qua thì cái con máy này như kiểu chưa qua sử dụng các bạn. Tất cả mọi thứ cực mới luôn, leng keng luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy, chắc chắn là sức giam cấn cạnh không thể nhìn thấy được đâu. Không có một cái vết sức giam nhỏ nữa đâu.
Và phía sau của con máy thì cái đầu bịt của đường RCA out vẫn còn đang bịt, chỉ có đường ba lăng là tháo ra thôi. Có nghĩa là bảo là chưa qua sử dụng thì cũng sai, có nghĩa là đã qua sử dụng nhưng chủ nhật người ta dùng cực ít và người ta chỉ dùng dây ba lăng xuống thôi, không cắm rút nhiều. Đây là đường cắm dây mạng, đây là đường cắm ổ cứng ngoài và con máy được sản xuất năm 2015 các bạn nhá. Nói về Sony Hub Z1ES thì đây là một trong những cái phiên bản DAC dành cho những hệ thống âm thanh cao cấp. Và đây là một trong những con DAC đến từ thương hiệu Sony với khả năng giải mã lên tới DSD 11.2. Và ở trên Sony Hub Z1ES thì chúng ta sẽ có cái công nghệ độc quyền của Sony, đó là công nghệ DC. Công nghệ DC này sẽ giúp xử lý và giải mã các file số ở cái ngưỡng âm thanh tần số thấp nên tần số gấp đôi, tần số cao hơn. Và là một trong những cái điểm rất là hay của cái thương hiệu này. Và tới thời điểm hiện tại thì Sony vẫn chưa tung ra cái phiên bản Hub Z2ES để thay thế cho cái phiên bản đã rất thành công và hiện tại cũng có mức giá rất là cao này. Hiện tại thì Sony Hub Z1 đã ngừng sản xuất rồi. Tất cả các sản phẩm mà sách tay về Việt Nam thì đều là những sản phẩm đã qua sử dụng. Tuy nhiên, hình thức sẽ tuyệt vời và cực đẹp các bạn nhé. Kích thước size dân dụng, chiều rộng 42, chiều sâu khoảng 35, chiều cao cả chân đế vào khoảng 11cm. Mặt phanh nhôm, chứng nhận chuẩn Hi-Res Audio, màn hình hiển thị 16 triệu màu với kích thước cực lớn và đẹp. Sony Hub Z1ES còn có khả năng cài được app ở trên điện thoại để các bác có thể điều khiển và thao tác những cái thao tác trên máy này một cách mượt mà nhất. Nói nôm na thì các bác không cần dùng điều khiển từ xa. Nếu mà các bác khai thác được con máy này ở trên điện thoại thì cái điều khiển từ xa không có tác dụng gì cả. Và con máy này sẽ tương thích với cả Wi-Fi cũng như mạng dây để các bác có thể đồng bộ cái nhạc từ máy tính sang. Và ngoài cái khả năng giải mã tín hiệu với những file số đã có sẵn ở bên trong ổ cứng bên trong máy thì máy này vẫn là một con NAS server cho những cái hệ thống khác có tính năng Music Server, có thể truy cập vào máy để lấy nhạc ở trong này ra để chơi các bác nhá. Và cái ổ cứng bên trong của nó như em đã chia sẻ với các bác là ổ 1T và sẽ đọc được rất nhiều file số khác nhau lên tới định dạng DSD 11.2 đó. Và trong những cái video mà em giới thiệu về Sony Hub Z1ES thì em cũng đã giới thiệu đầy đủ hết tất cả những tính năng, cách cài app như nào rồi, cách copy nhạc như nào. Các bác về dùng cái con máy này mà thấy khó khăn trong cái khâu quản lý và khai thác thì có thể alo video cho Thanh Tâm để Thanh Tâm giới thiệu thêm. Và đây là một trong những con máy mà cứ hết hàng Thanh Tâm sẽ mua. Vì thế cho nên ngày hôm nay máy này sẽ giao về Sài Gòn và em cũng sẽ tìm mua tiếp. Bác nào đang quan tâm tới một chiếc máy như thế này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm để đặt hàng trước, để hàng về thì có thể giao và bàn giao ngay cho các bác chứ các bác không phải đợi các bác nhá. Và đây là một trong những hệ thống khai thác nhạc số rất là hay. Các bác có thể tưởng tượng 1 TB ở bên trong máy mà có sẵn nhạc số như em đang thao tác ở đây. Chúng ta không cần phải đi tìm, đi copy hoặc là đi chơi nguồn này nguồn kia gì cả. Ví dụ nhưng vào cái con này nó rất là đặc biệt các bác nhá, nó không có những cái nguồn bên ngoài đâu. Ví dụ các bác muốn chơi từ TV, từ máy tính sang thì con này sẽ không có những cái ngõ như thế. Chỉ có duy nhất chơi nhạc từ trong ổ cứng của nó thôi. Lẽ ra đi, gom góp yêu thương quên.
Sony HZ1ES với mức giá là 36 triệu. Bác nào quan tâm tới thiết bị có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.